123, 1 triệu ly vaccine do Nhật Bản viện trợ sẽ tiêm cho người dân. 1 triệu ly vaccine do Nhật Bản viện trợ sẽ tiêm cho người dân. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, 6 giờ 24 phút. Lễ tiếp nhận lô vaccine gần 1 triệu ly phòng COVAX gạch ngang 19 của chính phủ Nhật Bản trao tặng Việt Nam phòng chống dịch COVAX gạch ngang 19 diễn ra lúc 22 giờ đêm ngày 16 tháng 6 tại sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Xe vận chuyển vaccine vào kho bảo quản hàng tại sân bay quốc tế Nội Bài. Vào lúc 22 giờ đêm ngày 16 tháng 6 tại sân bay quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ tiếp nhận lô vaccine gần 1 triệu ly phòng COVAX gạch ngang 19 của chính phủ Nhật Bản trao tặng Việt Nam phòng chống dịch COVAX gạch ngang 19. Nguyễn Thanh Long gạch ngang Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt chính phủ Việt Nam tiếp nhận lô vaccine này. Vaccine có tên là Vagria Intramuscular Injection, tên khác COVAX gạch ngang 19 vaccine AstraZeneca Injection, dung dịch tiêm bắt, một lọ chứa 10 ly, mỗi ly 0,5ml. Lô vaccine này khởi hành trên chuyến bay 897 từ sân bay Narita, Tokyo gạch ngang Nhật Bản lúc 18 giờ 45 phút ngày 16 tháng 6 năm 2021 gạch ngang giờ địa phương, đến sân bay quốc tế Nội Bài gạch ngang Hà Nội lúc gần 22 gạch ngang giờ địa phương. Loại container bảo quản vaccine từ Nhật Bản, Việt Nam của hãng Thus do Mỹ sản xuất có thể đi chỉnh nhiệt độ bên trong, đi chỉnh từ 2-8 độ C trong suốt quá trình vận chuyển. 22 giờ 20 phút cùng ngày toàn bộ lô vaccine này đã được vận chuyển đến kho bảo quản tại sân bay quốc tế Nội Bài. Việt Nam cam kết sử dụng lô vaccine này hiệu quả và nhanh nhất. Ngay sáng mai ngày 17 tháng 6, lô vaccine này sẽ được vận chuyển vào để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vaccine phòng COVAX gạch ngang 19. Phía Nhật Bản, phát biểu tại buổi lễ, ngài Yamada Takio gạch ngang đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh đây là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam để cùng vượt qua đại dịch COVAX gạch ngang 19.